Những đứa trẻ hình thành trong gia đình gà trống nuôi con hẳn sẽ hiểu câu chuyện này hơn ai hết. Chỉ một khoảnh khắc trông thấy người bố khắc khẩu thôi cũng đủ khiến cho cậu Năm Nhi thấy xấu hổ cực kỳ. Hai bố con thuê nhà ở gần Vũ Trọng Phụng, xa trường mình học nhưng ở đây giá phòng trọ cũng khá mềm. Hàng ngày bố đi phụ giữa, còn mình học ngừng qua đón bố về phòng trọ. Hai bố con nấu nướng cơm ăn rồi mình đi làm, và bố cũng vậy. Tối đến bố lại qua quán cà phê đón mình về. Nhưng hôm nay trời mưa, đường tắc mình đã không đến đón được bố về sớm và khi lên chỗ làm mọi người ăn cơm bên dưới còn bố thì nằm co ro trong đống giữa ngổn ngang. Hà Nội hôm nay gió mùa về, nhìn cảnh tượng ấy đau lòng thật sự. Phận làm con gần 20 tuổi nước mắt như mưa. Cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Chỉ mong sao trưởng thành đến khi lập gia đình con sẽ không vấp ngã, vì con kinh sợ nhìn thấy ánh mắt buồn của thân phụ lắm. Hình ảnh người bố nằm. Bức ảnh nhanh lẹ hút hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc cùng hàng trăm chia sẻ. Chỉ là một bức ảnh chụp mờ, dở nét nhưng cũng đủ cho người ta hiểu sự hy sinh của người bố lớn đến chừng nào. Càng xúc động hơn khi chàng trai tâm sự về hoàn cảnh gia đình. Nhà chỉ có hai bố con, mẹ thì ra đi nước ngoài làm ăn rồi ở lại lấy chồng từ khi mình hơn một tuổi. Mình thì được bố chú tâm nuôi nấng từ bé. Bố chẳng đi bước nữa dồn hết tình cảm cho mình mặc dầu đã có nhiều người tấn công tiếng. Sau những năm tháng nỗ lực đi học mình cũng đã phấn đấu và thi được vào một ngôi trường có tiếng ở Hà Nội nơi mà hai bố con đã bàn nhau. Ngày mình lên trên đây để học, bố nhất định đòi lên ở cùng với lý do để chú tâm mình, khuyên bố thế nào bố cũng chẳng nghe. Rồi bố quyết định bán hết chó, gà và cả đôi lợn để gom tiền đóng học. Cả gia đình tài sản lớn nhất chỉ còn lại chiếc xe máy rim cũ, cậu sinh viên viết. Phía dưới bức ảnh, dân mạng bày tỏ sự cảm thông đồng thời động viên chàng trai trẻ. Ông bố thật tuyệt vời, cùng một lúc đảm đương cả vai trò của người mẹ, hy sinh cả hạnh phúc của bạn dạng thân, chịu nhiều khổ sở đến mức giấc ngủ trưa cũng trọn vẹn. Thương cảnh gà trống nuôi con quá. Thành viên Tú Linh viết. Hiếm có ai được như bố bạn. Hai bố con cố lên nhé, chỉ cần không ngừng cố gắng, cuộc sống sẽ dần tốt đẹp. Chúc gia đình dồi dào sức khỏe và bắt gặp nhiều may mắn, tài khoản Quốc Huy bình luận. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chàng trai tuy sống thiếu tình yêu thương của mẹ từ nhỏ dài nhưng may mắn có người thân phụ trên cả tuyệt vời. Bạn phải thật thành công để phụng dưỡng bố nhé. Một dân mạng khác nhắn nhủ.